Có bạn nào như mình không? Ngồi làm việc một chỗ thì chẳng bao giờ suy nghĩ ra được một cái gì hay ho cả. Nhưng mà hễ xách người đi đâu đó chơi, nghỉ dưỡng thì cũng không nghĩ ra được cái gì hết luôn. Ngọn ha, vậy làm sao để mình thoát khỏi tình cảnh này? Để hôm nay nghe Phúc kể nhé. Để mà làm được một việc gì đó thì đầu óc của mình phải thật sự thoải mái và tập trung thì mới ra được kết quả. Và khi bắt đầu tập làm chủ, làm cả chủ nhật thì mình phải suy nghĩ rất liên tục, rất là nhiều thứ khiến cho não của mình căng ra. Toàn bộ năng lượng của mình gần như bị tiêu hao cạn kiệt hết. Và tác hại của việc này là vô cùng to lớn, cho nên ở giữa những khoảng thời gian làm việc thì mình đều xen kẽ các giờ nghỉ ngắn và nghỉ dài. Lần này cũng vậy, mình muốn nhìn thấy biển nhưng lại không thích ở gần biển. Cái tính khó ở là vậy đó. Và rồi thì mình đến chỗ này để nghỉ dưỡng đúng nghĩa, vì trước giờ có đi kiểu này đâu. Để mà lên được chỗ này thì có hai con đường, con đường đi bộ lên núi và một con đường là đi lên cáp treo. Dĩ nhiên mình chọn đi cáp treo cho nó nhanh, tiết kiệm sức. Căn mà mình ở là căn VIP 1, nằm ở trên khu núi lớn, nhìn ra thấy toàn cảnh thành phố. Vì là lần đầu tiên đến nên cái gì mình cũng muốn thử. Mình thử các trò chơi mạo hiểm trước, nói thật thì mình cũng sợ độ cao nhẹ, nhưng mà khi chơi mấy trò này thì mình cũng cố gắng lắm á. Ở đây có khoảng là 70 trò chơi đều miễn phí cho khách thuê khách sạn ở trên núi, nên ai có sức thì chơi hết. Chứ mình thì cũng hơi già cả, chỉ chơi được dăm ba trò chơi hot hot thôi. Mình ở đây thì 3 ngày 2 đêm chỉ để trải nghiệm, nghỉ dưỡng và chữa lành đi những áp lực của bản thân và buông bỏ những gánh nặng ở Sài Gòn một chút. Nên hầu như mình đều tận hưởng những khoảnh khắc khi ở đây. Mặc dù chỗ này không còn mới mẻ nhưng các tiện ích all in one từ nhà hàng, khách sạn, vui chơi, giải thể thao, giải trí đều tụ họp lại một chỗ trên núi. Núi này thì người ta gọi là núi lớn. Dạo gần đây thì sẽ có một số con đường có view hàng sẵn ở trên đây, và rồi sau đó mình đi tham quan một số đại cảnh và tiểu cảnh mang giá trị văn hóa lịch sử, bao gồm như là Phật Tích Động nè, tượng Đức Phật A Di Lạc nè, chánh điện, và đặc biệt là có đền thờ các vị anh hùng dân tộc, có khoảng 14 nhân vật lịch sử từ vị tướng cho đến các vị vua, nhà cổ. Và vào tối thứ bảy mỗi tuần thì sẽ có một show diễn nhạc nước định kỳ, mỗi tháng cũng sẽ có show diễn là hồ mây show, kiểu giống như là mây lang thang ở Đà Lạt á. Tổng chi phí cho chuyến nghỉ dưỡng này, ăn uống ngủ nghỉ nằm phè ra thì tầm vài củ, nhưng mọi thứ đều trải nghiệm rất tuyệt vời và mình đã refresh lại năng lượng của bản thân thật sự. Kể nãy giờ mà quên kể rằng mình đã nghỉ dưỡng ở đâu ha, và đó chính là hồ mây Bắc nhé.